iCamera giới thiệu bảng Club Report điện ảnh quay phim mini film tool, kèm bút sử dụng trong trường quay mini. Bảng được thiết kế với cấu trúc giống bảng Club Report vẫn được dùng trong các trường quay, với thông số trên bảng về nhà sản xuất phim, số lần bấm máy quay roll, cảnh quay scene, số lần diễn take, đạo diễn quay phim, ngày thực hiện. Điều khác biệt ở chiếc bảng này là kích thước mini và được trang bị đi kèm với 3 chữ bút dạ màu xanh lục, xanh dương, cam để viết trực tiếp lên bảng. Tuy nhiên, vì kích thước nhỏ, sản phẩm chỉ được dùng trong các studio nhỏ để có thể nhìn thấy được thông số trên bảng. Ngoài ra, với thiết kế sinh động, sản phẩm còn được dùng để trang trí tái hiện lên khung cảnh của một studio cho những người yêu nghệ thuật. Để đặt hàng sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi tới số hotline của chúng tôi. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh YouTube Công nghệ nhé các bạn.